Đó. Thanh lịch đẹp không? Quyến rũ hấp dẫn. Đấy, một số thỉnh thoảng có điểm nhấn thôi. Và ánh mắt của mình nhìn là phải có điểm. Lỡ như mà các bạn có xoay, vẫn giữ. Giữ. Dồn. Và mình đi cái bước về chắc, phải hiên ngang. Mạnh lên. Đôi khi sẽ có những micro không có đúng với lại cái tầm chiều cao của mình á. Thì thay vì mình cúi xuống như vậy, thì mình có thể khều một chân xuống một cách thanh lịch. Unimedia. Bạn 111 và 549 căng thẳng quá cho nên bạn quên cười luôn và đi bị rất là cứng. Mình đang thi phần hình thể thì mình tháo cái khăn ra cho nó đẹp để thấy được cái cơ thể của mình. Đó. Thanh lịch đẹp không? Quyến rũ hấp dẫn. Đấy, một số thỉnh thoảng có điểm nhấn thôi. Bởi vì có thêm nhiều đạo cụ diễn làm cho những cái bạn thí sinh sẽ dễ bị loạn choạng hơn. Nó là những cái mà thử thách hơn cho cái khả năng kiểm soát sân khấu và cái khả năng trình diễn của các bạn. Không may một tí xíu là Hương chọn nhầm giày. Đôi giày cao gót mà 15cm là Hương để đi dạ hội, không có lên lại thay giày được. Thì lúc đó là Hương có xoay một cú mạnh một tí xíu thì nó không vững chân. Cả ba chị em hơi còn lúng túng một chút về vấn đề vị trí đứng nên là hơi tùm lum. Vân thấy là các bạn diễn tốt nhưng mà có điều là mắt của mình á, đôi khi á, cái phần mà mình posing ngay ở một vị trí nào đó, mình phải nhìn đúng cái điểm và ánh mắt của mình nhìn là phải có điểm. Lỡ như mà các bạn có xoay, vẫn giữ. Dồn. Nghĩa là mình phải kéo mọi người hút vô cái ánh mắt của mình ha. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Bên cạnh những thí sinh có kỹ năng và trình diễn lâu năm thì vẫn có một số bạn rất là e dè, ngại ngùng, không có thể hiện được cái khả năng của mình. Bạn 137 á, chị có này chị chỉ em nè. Em biết em đang bị gì, em đang bị rút vai quá. Mở ra. Nhiều khi mình bị quên á, mình hay bị rút vậy nè. Tinh thần của mình là một chiến binh và mình đi cái bước về chắc, phải hiên ngang. Mạnh lên. Cảm ơn ba bạn. Chào mừng top 71 thí sinh xuất sắc nhất đang có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ngày hôm qua thì các bạn đã được nhận những chiếc sash vô cùng tuyệt vời và đầy tự hào. Niềm tự hào dân tộc vô cùng lớn lao và điều đó khiến cho mình cố gắng hơn thật là nhiều. Biết cho mình phải quyết tâm thật là nhiều và hiểu được mình đang đại diện cho đất nước của mình. Vân sẽ một lần nữa có thể hô tên của mình cũng như thị phạm với các bạn. Khánh Vân, Việt Nam. Thấy chị Khánh Vân đeo sắc Việt Nam và hô vang hai chữ Việt Nam, Quỳnh cảm thấy rất là thích và hy vọng là ngày nào đấy Quỳnh cũng có thể đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường quốc tế. Và bây giờ Vân, thí sinh có số báo danh 248 và 314, hai bạn sẽ cùng nhau kết quốc đôi và tạo dáng. Sau đó các bạn sẽ đọc tên của mình và hô quê hương của mình. Nguyễn Thị Ngọc Châu, Tây Ninh. Bùi Linh Chi, Hà Nội. Vân thấy là Châu và Linh Chi thì đi rất là tốt. Và đừng bao giờ quên là mình vừa có lúc lạnh, có lúc cười, rồi mình lại lạnh, rồi mình lại cười, để mà mặt của mình nó sẽ không cảm thấy bị căng thẳng. Và chúng ta lấy hơi là chúng ta sẽ lấy hơi vào bụng, để mình ém, mình đẩy cái bụng lên từ từ nó ra cái hơi, chứ không lấy hơi lên ngực. Tại vì lấy hơi lên ngực thì nó sẽ bị gồng lại. Bây giờ Châu hãy hít một hơi thật sâu và mình chuẩn bị. Nguyễn Thị Ngọc Châu, Tây Ninh. Và Chi có thể hô lại một lần nữa. Khoan. Shush. Nhớ nha các bạn, khi mà mình đeo là mình cũng lúc nào cũng phải giữ sách. Nhiều khi lúc mà Vân đi á,
Vân hơi hồi hộp tại vì mình không có biết là cái sát của mình nó có bị tù không á, nên là mình phải chỉnh. Bùi Linh Chi, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ thì Vân sẽ mời hai bạn nữa. Hoàng Như Mỹ, Lâm Đồng. Đỗ Trần Quỳnh Như, thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy là hai bạn bây giờ là đọc rất là ổn. Nhưng mà khi mà mình nhìn những cái góc quay, nhớ là mình nãy nhìn xong rồi mình hãy liên mắt, nó phải có cái nhịp nghỉ và lúc nào cũng giữ thần thái rạng rỡ như vậy. Vân xin mời thêm hai bạn nữa nha. Đôi khi sẽ có những micro không có đúng với lại cái tầm chiều cao của mình á, thì thay vì mình cúi xuống như vậy thì mình có thể khều một chân xuống một cách thanh lịch. Và Vân thấy là bạn Thảo Nhi Lê có một xíu cái điểm thì thôi, không biết là Thảo Nhi có phát hiện ra không, tất cả mọi người đều phải đi ở vòng ngoài xong rồi bo vào giữa đúng không. Vân muốn nhắc các bạn là khi mà chúng ta ghi hình truyền hình trực tiếp thì chúng ta không được phép sai sót, tại vì lỡ như cái góc quay này là cái góc quay mà cứng của các anh quay phim á, thì lỡ như mà mình đi sai không lấy được hình nên sẽ rất là tiếc và sẽ bị mất đi những cái góc hình đẹp. Cho nên là các bạn phải thật sự tập trung. Hoa cảm thấy chị Kiều Vân đã truyền được năng lượng cho Hoa, đó là một điều thực sự rất là tự hào. Với những cái chia sẻ của Vân, không biết là các bạn có đoán ra được thử thách ngày hôm nay là gì không? Thử thách ngày hôm nay với tên gọi Where Your Shots, 71 thí sinh sẽ được chia thành nhiều đội, mỗi đội 2 người. Các bạn sẽ phải thực hiện một video clip ngắn giới thiệu 30 giây. Nội dung như sau: các bạn sẽ phải đi catwalk và trình diện, đứng ở tại chỗ địa điểm posing, chúng ta sẽ hô tên và quê hương của mình. Và cuối cùng, một trong 3 nội dung kêu gọi tất cả quý vị khán giả để bình chọn cho tất cả các bạn. Thứ nhất, kêu gọi khán giả bình chọn B-Vote. Thứ hai, kêu gọi khán giả truy cập bằng website Miss Universe Việt Nam 2022. Thứ ba, các bạn sẽ kêu gọi khán giả đón xem Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Mỗi cặp thí sinh chỉ có 3 lần bấm máy quay. Hãy hỗ trợ nhau hết mình để có thể tỏa sáng tại video clip này. Và bây giờ, Vân xin được giới thiệu ban giám khảo cho thử thách Where Your Shots: Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hồ Hèn Nghê và một nhân vật rất đặc biệt và quan trọng trong thử thách này. Đó chính là anh Phúc Lợi Phạm Kiến Cận. Chạm sáng tạo công nghệ, chạm kết nối yêu thương, chạm chấp cánh mơ ước, chạm kiến tạo thành công, chạm lan tỏa hạnh phúc. Open Banking, một chạm mọi trải nghiệm, phát triển bởi Nam Á Bank. Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, team của anh Kiến Cận sẽ chụp ảnh lại toàn bộ những khoảnh khắc mà các bạn đang thực hiện phần thi của mình. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu thử thách đầu tiên, đó chính là Where Your Shots.